Xin chào tất cả quý khách hàng đến với video tiếp theo cơ sở Đồ Gỗ Đồ Mạnh. Vâng, hôm nay là ngày 23 tháng 8 năm 2024 rồi đấy. Vâng, trước mặt quý khách hàng là bộ giường tủ gỗ xoát đà, hàng của anh Huy ở Hoài Đức, Hà Nội nhé. Đấy, bên cơ sở em vừa mới lắp đặt xong. Giường chất liệu gỗ xoan đào cao, có kích thước 1m8, dài 2m, kích thước là giáp phải như quý anh nhé. Giá là 6 triệu, chúng em sẽ miễn phí vận chuyển lắp đặt 60 km. Hàng đục sen như quý nhé, đục sen là trơn toàn bộ. Vân gỗ này cực kỳ là đẹp. Đấy, giá chỉ 6 triệu thôi nhé. Đây chiếc tủ 3 cánh, chất liệu là gỗ xoan đà. Này gồm ổ khóa các bạn nhé. Đồ rất chi là tiện. Đấy, giá chỉ 7 triệu 500 nghìn thôi. Khách hàng sẽ sở hữu một chiếc tủ như thế này. Đấy, nếu mà quý khách hàng nào quan tâm thì liên hệ ngay với Mạnh theo số điện thoại trên màn hình nhé. Và video của chúng em sẽ kết thúc ở đây nhé. Và hẹn gặp lại vào video tiếp theo.